Xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh Kudo Family nha. Thì cả nhà ơi, em đi từ tối hôm qua tới giờ luôn nha cả nhà. Có nghĩa là sáng nó đuổi em đi nha cả nhà. Thì em chạy lên nhà ba vợ em chảnh nha cả nhà. Thì nó điện cho ba vợ em giấu luôn là nói em không có lên chảnh nha. Nó điện vô nhà mẹ em chảnh thì mẹ em cũng không có biết em đi đâu đâu. Thì hôm nay là em đi nguyên buổi tối giờ tới chiều luôn, tới 5 giờ là hơn 5 giờ nha cả nhà. Bây giờ em mới trở về nhà. Giờ để thử phản ứng khi mà em đi nguyên một ngày vậy, em về thử phản ứng nghiến là sát sẽ như thế nào nha. Coi nó còn đuổi em đi nữa không. Nó đuổi em đi nữa đó nha cả nhà. Chuyện này em sẽ tập cho con sư tử cái nha. Em mắc ăn mắc ngủ em mới dữ nha cả nhà. Giờ em sẽ đặt con quay tiếp rồi cho nó tiếp nha cả nhà. Ok, em sẽ kêu con yến là sát nha cả nhà. Phản ứng nguyên một đêm em đi nó sẽ như thế nào nha cả nhà. Đợi nón sẵn nha cả nhà. Sợ con yến là sát nó giữ nó quýnh đầu em mà. Em nhà cửa bỏ thì bà bộn với trời. Ăn ở nhà nguyên ngày không dữ. Bà gì vậy chị? Làm gì đi, tối qua giờ vậy? Chê bếp vậy? Chê bếp đuổi tôi đi. Đuổi em đi nào. Chưa nói tiếng gì đuổi luôn á. Bồ quá không, biến ra khỏi nhà đi, tôi biến. Tôi kêu biến, tôi nói vậy, tôi nói lẫy vậy thôi, chứ làm gì rồi đi luôn vậy? Chứ ở nhà làm gì em chữ đuổi người ta đi mà qua này con. Không có qua gì hết trơn á, ghét rồi. Rồi sao, giờ anh về không chịu anh đi nữa à? Hay sao? Làm cho người ta có bầu đó rồi giờ đi nguyên đêm nữa. Nó xử với vợ con vậy đó. Xử vậy, tôi kêu em đưa tiền cho tôi mà không đưa, tôi đi chứ sao? Giờ là đi đi vậy đó. Em biết em đổi. Đổi thế nào? Chứ em không đổi em nói gì, biến nó khỏi nhà đi. Không tôi nói đẩy không được cái gì. Hả? Không cho nó đẩy luôn cái gì. Giờ làm cho tao có bầu rồi. Giờ tôi nói đẩy vậy cũng không cho luôn cái gì. Hả? Ngày là tôi con nó tự em nè. Nó tôi đổ la nè. Ừ. Biết là tối giờ đó nhà nó nhớ anh không? Nó hả? Nhớ anh thì em nhớ anh. Nó nhớ anh lắm. Ừ, không nhớ nữa, gặp già ba về con, ba về con. Nói vậy thôi, nói lắm. Rồi giờ sao? Giờ sao vậy? Anh đi đã rồi, về anh muốn cái chuyện cái gì mà sao? Sao vậy cho vậy? Có cho tiền đưa người ta không? Tiền đâu cho? Không cho vậy thôi, đi tiếp. Chưa tẩm còn làm gì trời? Nhà coi. Hãy mới đi mượn nợ này sao ơi? Trời ơi! Báo quá trời báo à. Từ 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 từ. Mới thì mượn 50 triệu tiền đứng của ông ta đó. Ngày 500 ngàn á. Đây. Tôi tiền đây. Anh dắt tôi lại gặp nhỏ đó luôn nha. Tôi đi lại mình tôi chứ em gửi lên chị. Ủa mắc cười quá à. Ở với chồng tôi có bầu rồi đã rồi vậy. Không cho tôi lại gặp nó nữa hả. Anh chuyển tiền cho nó mà. Cho nó xuống tới nhà nó rồi chị. Khủng cái gì á. Rồi anh có chắc chắn là nó không làm phiền tới cuộc sống gia đình anh nữa không? Có, nó hứa luôn. Nó không làm phiền anh nữa. Một hồi tôi đưa xong rồi á, anh gâu anh chuyển khoản cho nó hay là gì đó. Xong rồi á, anh đưa điện thoại cho tôi nói chuyện với nó. Rồi. Nhắm đi. Con tôi nực anh nè. Giờ 500 ngàn một ngày nè, anh nhắm giờ anh đi làm anh lo nổi không? Nổi. Cái gu. Nhìn đây. Nhanh đi. 500 ngàn tiền lời một ngày đó trời. Anh làm luôn được chưa á? Đi đi. Nhanh đi. Nó biến bị báo à. Ghét. Có cạm gàm chi rồi đưa tiền ta chạy. Kỳ cục dạ. Đâu rồi? Chốt nó tiêu nữa rồi. Nhốt cho trong giọng luôn. Nè, lấy điện thoại cho tôi điện nó thấy rồi. Điện thoại mất luôn rồi. Hôm ngủ ngoài đường vì nó mất túi rồi. Trời là trời. Báo vợ báo con giữ hành vậy trời. Hôm qua giờ anh đi đâu? Tôi đi vô nhà trọ tôi ngủ với gì đâu. Ngủ với ai? Ngủ mình. Ngủ mình đây ngủ với vợ đó nữa. Hả? Không có. Không ngủ với vợ đó nữa. Chơi em giữ quá vậy.
anh đi từ tối hôm qua về phía tường sao hả? Tôi điện nhà ba tôi không có, ông cũng không có, anh chả cả điện vô nhà mẹ cô nó không có anh chả. Điện với nhà trọ anh ngủ mà khủng vậy. Thì không có tiền cầm cái điện thoại rồi. Nhưng mà tôi hỏi anh ngủ với ai thì quan trọng là anh ngủ với ai. Ngủ một mình. Đừng có nói tiếng ngủ một mình. Không thằng này ông là tôi bỏ vợ bỏ con đi nguyên đêm xong ngủ một mình hết trơn á. Ngủ mình thì ngủ khùng, ngủ với ai trời. Lỡ thì lỡ đem có kêu hai em vô mất chút xíu rồi. Trời ơi. Rồi lỡ bán điện thoại trả luôn rồi. Thôi từ từ từ. Thổi luôn, tự đi kiếm tiền, tự đưa nhỏ đó luôn, cho nó phốt anh cũng được á. Đừng kêu cho nữa. Có, trời ơi, chọc em á. Chứ không có, ngủ một mình thiệt. Cái điện thoại mất luôn hả? Anh cầm rồi, anh cầm anh lấy tiền trả tiền nhà trọ rồi. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. À, trời, cái thằng này nó báo quá, báo rồi trời. Chồng có 500 à. Là 50 triệu này đưa cho nhỏ đó rồi thêm 500 chuột cái điện thoại ra nữa giờ công nhận luôn nó báo á. Báo hủ nè. Thôi ráng đưa thêm triệu nữa đi. Có tiền chủ điện thoại ra còn không anh không có điện thoại sao anh gọi người ta. Đây. Đi đây ra anh chỉ cho người ta. Rồi 50 triệu thôi phước. Chủ cái điện thoại về luôn nha. Mình đưa lên chị vô nhỏ đó coi mà còn chịu đâu được. Tùy trong đó đó. Nhiều, trong đây giờ còn nhiều. Còn nhiều gửi đó, lại rút 2 triệu đi chừa 500 đây. 51 triệu gửi hả? Rút xe rồi, thơ quá. Cái xe gì? Để mặt đó hay vậy? Hả? Tự nhiên giờ mắc nợ 50 triệu thôi nè. Cừ không? Cừ đó không? Chứ anh đâu có thiếu gì, anh đâu có gặp con nhỏ gì đâu. Khủng gì vậy, anh cũng đâu thiếu. Chứ tới kia nên 50 triệu gì đâu, anh gặp em á thử em ơi, em có lo không á. Là hôm qua giờ thử mà anh đi đó, hôm qua giờ hả? Ngày giờ hôm qua giờ đi đâu? Đi đâu? Đi. Tôi hỏi anh đi đâu? Về nhà ba cho ngủ chứ đâu. Vậy thôi nói vô nhà trọ ngủ. Tôi nói gì tôi nói. Giết cho anh quá đáng là mà anh cho anh gì đâu mà hả? Anh cho tôi 2-3 ngày luôn. Cho anh em gì đâu, anh có cho anh em gì đâu, em khùng cái gì vậy? Em khùng cái gì vậy? Cái điện thoại anh đâu rồi? Điện thoại bỏ vào cấp xe kìa. Nó cho trả lên nè. Chứ anh ngồi lại để 50 triệu mà đi lấy đồ nữa. Mua gì chút, mua gì trả. Đưa đây cho tôi trả lên người ta, tôi đi hỏi tiền bạc đóng đó. Thì đứng đó trời. Cái giang hồ á. Rồi giờ này trả lại không phải mất 500 ngàn tiền lời nữa nè. Lấy của ta một ngày là 500 ngàn nè. Trả lại dễ gì mà nó nhận lại không. Thì đưa lên tôi lại 500 đây. Anh thấy em báo không? Hả? Anh thấy em báo không? Anh có báo gì đâu. Anh thấy em báo không? Nè quýnh đi nè, quýnh đi. Anh thấy em báo chưa? Chưa cứ gọi là báo. Em nói anh nhiều lần rồi. Phụ nữ yêu sai nhiều thằng được, chứ không bao giờ yêu một thằng sai nhiều lần. Hiểu chứ? Nguyên giờ mượn 50 triệu khơi rồi hả? Giờ trả lại phải tốn 500 ngàn tiền lời, báo chưa? Chưa. Cũng báo nữa. Thửa đau quýnh hoài. Biến ra khỏi nhà luôn. Bà cái này đuổi nó ra tôi nữa. Đi tiếp tục. Giỡn mặt chứ tôi giỡn mặt. Nè trả con em nè, đi nữa nè. Rồi, bye bye, see you again. Đi luôn đi, đi vô luôn đi. Đừng về nhà nào đó nha. Rồi, đi vô luôn đi. Đi vô luôn đi. Đó, kiểu đó, đừng có về nhà này nữa. Bây giờ em chọc nó tới quên, nó chẳng nó đúng gì nữa cả nhà. Vậy em sẽ cho lấy góc quay nha cả nhà. Cái nhà gì vậy? Cái nhà gì? Hả? Đây là chân dung của con cặp cái nhà em đây nha cả nhà. Trời ơi, phản ứng cũng gắt gao dữ ha. Nào cũng đặt máy quay nữa à. Sao nó giờ không kiếm? Không kiếm gì? Anh nói cho anh gì nãy anh nói câu gì là tôi biết anh đặt máy quay à. Anh nói anh giả bộ anh
anh nói vậy thôi chứ anh không nhỏ nào không có gì, không có nhỏ nào có bầu với anh rồi này kia, là tôi biết anh đặt máy quay nữa rồi. Không mà có thiệt đó, mà tại giờ nó nói anh ơi em giờ chỉ cần anh về anh ở với em thôi, em không có lấy tiền anh đâu, thì giờ anh sẽ đi về với anh ở với nó. Chắc ok anh ở với nó luôn đi, khỏi về cái nhà này nữa nha. Ok mình nói thiệt với mọi người ha, hôm nay mình chính thức mình đuổi hành tính nè. Mình nói dốc mình là con chó áo mà. Bữa nay nè mọi người coi, từ đây về sau nó còn trong nhà này nữa, mình là con chó nè, biến ra khỏi nhà này luôn. Giờ tôi lấy đồ một chút đi, rồi đồ đuổi tôi đi cũng đâu có muộn. Đi lấy đồ đi liền đi. Giờ cho ngồi nghỉ mệt chút không? Không luôn. Ôi, lấy liền. Nó chắc cho anh 500 ngàn đi, anh đi liền. Trời ơi. Kỳ á. Kêu đi liền. Đi. Anh không đi rồi sao? Tôi kêu anh đi ra khỏi nhà tôi liền. Tôi không đi đó. Anh đi tôi phá cửa ra nè, ra nhanh đi. Thôi tôi không đi rồi, tôi ở nhà. Kêu nhanh nha, phá cửa ra nha. Kìa em coi con, kìa em đuổi tôi đi con, tôi khóc kìa. Không có khóc, không có thằng cha mà báo gì nó trơn á. Rồi để giờ em đi xem xếp đồ đạt mấy thợ. Đi ra ngoài đường cũng đi, tự lấy đồ. Rồi rồi. Đi ra khỏi nhà liền. Đây 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 đây, đây đưa đồ đây, tôi đi liền, đưa đồ buông ra. Không, không có hận nha. Nhớ nói nhớ không nha, không có hận nha. Bà đi nha cu lâu. Nghiến khỏi nhà này nha. Thì ok cả nhà ơi. Em giỡn chơi với Nghiến là sát mà giờ nó đuổi em đi thiệt luôn rồi cả nhà ơi. Em thấy tội nghiệp cả nhà. Em kêu nó đi mượn tiền ra, nó cũng đi mượn tiền đứng để đưa cho em đang em trả cho người ta cả nhà. Em nghĩ vợ em nó không có mượn đâu mà thực nó mượn luôn cả nhà. Mà giờ em lỡ chọc nó tức quá trời tức, nó đuổi em đi khỏi nhà luôn cả nhà ơi. Về đây em vô em năn nỉ Nghiến là sát rồi nó cho em về ở không nha cả nhà. Nếu không ở với tối nãy em ra đường em ngủ chắc rồi cả nhà. Nó giận dữ lắm, giận rồi. Lỡ chọc Nghiến là sát, chọc quá chứ. Chiên chắc chiên này không dám giận nó qua. Nó quạo quá trời quạo rồi. Để giờ em vô cố gắng em năn nỉ nữa nha cả nhà. Thì bây giờ em cũng xin kết thúc clip tại đây luôn nha cả nhà. Nếu cả nhà thấy cái màn trò này của em hay á và ý nghĩa thì cả nhà cho em xin một like còn một đăng ký và nhớ chia sẻ cho em nha cả nhà. Và nếu cả nhà có cái màn trò nào nếu mà hay hơn cái màn trò này nữa, cả nhà hãy comment bên dưới nha, em sẽ tiếp tục cho Nguyễn là sáng nha cả nhà. Nếu hôm nay năng nỉ nó được về nhà ở nha, em sẽ cho nó tiếp. Giờ thì bye bye.